xin chào các chị. Một mẫu xét tét phải nói là cực kỳ sang trọng. Chắc chắn thì cái mẫu này sẽ là một trong những siêu phẩm rất là hot dành cho các chị nào mà ưa chuộng phong cách sang trọng nè, có thể mặc đi làm được, đi tiệc được và đi chơi được, thì mình chọn ngay mẫu này cho em nha. Và một màu đỏ duy nhất, đỏ rũ rất là tinh luôn các chị, mặc nhìn trắng da cực kỳ, không phải đỏ tươi cũng không phải đỏ quá đậm nha các chị nha. Da các chị nào mà hơi ngâm nè hoặc là da trắng nè thì mặc đều được, không hề kén da ha. Và xét vest này thì bên em sẽ gồm có hai món nha các chị, là áo vest ở ngoài nè với lại một cái quần váy phía bên trong, là dạng như là quần chứ không phải là một cái váy nha các chị. Này là set rời, không phải là nguyên một cái đầm. Chị nào mà thích mặc xăng tay áo lên như thế này á thì nhìn nó sẽ cá tính, còn không thì mình sẽ xõa xuống là tay dài luôn, nhìn nó sẽ kiểu như nó lịch lãm hơn một tí xíu ha. Và cái phần cổ em có phối với lại một cái áo ống đen ở bên trong, các chị có thể về phối áo màu đen hoặc là màu trắng tùy ý các chị nha. Và cái phần này nó sẽ điều chỉnh eo cho các chị, đây mọi người thấy rõ không, sẽ có một cái khuyên nè, và mình sẽ điều chỉnh được cái ví dụ như là cái độ rộng hay là chật của cái áo này. Với lại bên em sẽ có hai size dành cho các chị, những chị nào mặc khoảng 57-58 ký đổ lại là mặc vừa cái set này nha. Và chất vải sẽ có co giãn cho các chị, màu đỏ mặc rất là xinh, lại gần cho mọi người xem nè. Đây các chị thấy rõ không, em phối lại một đôi giày màu đỏ rất là đẹp, các chị có thể mang với lại một đôi giày màu đen, cầm một cái túi xách nữa. Và mình sẽ phối cái áo này với một cái quần tây hoặc là một cái quần jean hay cái gì đó tùy ý các chị, mình phối được nhiều kiểu với nhau, nguyên một set giá rất là ok luôn. Chị nào ưng màu này và ưng những cái kiểu sang trọng như đây á thì các chị gửi ngay mã sản